Người ta khởi công đào một cái đường hầm xuyên qua núi bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. Đội thi công liên tiếp dùng thuốc nổ để tăng tiến độ công trình. Những xung chấn từ vụ nổ đã đánh thức một con quái vật, nó phá đá trỗi dậy, vô tình khiến những người xung quanh tử vong. Chào mừng các bạn đến với series Pernahoster, nơi chúng tôi làm những phim không hay nhưng mà chúng tôi sẽ cố làm cho nó hay. Mọi chuyện bắt đầu từ cô bé này, Nora. Thực ra Nora không dùng TikTok mà Loki cũng không xuất hiện để biến Nora thành mẹ của loài chôn. Nora chỉ là nhân vật chính thôi, vì bố cô là Tobias, giáo sư về sinh học huyền bí. Nhìn núi đá đi, con thấy gì nào? Thấy đá. Con có thấy những khuôn mặt không? Của ai hả bố? Washington hay là Hokage làng lá? Không, không phải nhìn bằng mắt, bằng trái tim cơ. Nhìn bằng mắt là dễ chữa lắm bố ơi. Nora đành phải làm theo lời bố nói, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía dãy núi và cô thấy chóng mặt. Lại một lần nữa thì Nora nhìn thấy những khuôn mặt trồi lên trên vách đá. Đó là lần đầu tiên mà Nora thấy đá thật là tuyệt vời. Cơ mà nhiều năm sau, Nora không đi theo sự nghiệp của cha, cô chuyển sang làm phiên bản premium của nghề trộm mộ là khảo cổ. Lúc này con đường hầm xuyên qua núi đang được thi công và con quái vật đã thức giấc. Rung chấn từ vụ việc được phía quân đội phát hiện và cử máy bay chiến đấu đến thám thính. Hình ảnh chuyển về là một cái lỗ to đùng trên mặt đất, to hơn chim của bất cứ thằng Na Uy nào mà họ biết. Thế nên là vụ việc này không thể do con người làm ra được. Quân đội lập tức báo cáo cho bà thủ tướng, thông báo về cái lỗ to đùng trên mặt đất và một loạt những vết lõm lớn trên mặt đất cách đều nhau gần đó. Trợ lý thủ tướng Andrea đoán đến là dấu chân con gì đấy, nhưng mà đấy chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Chính phủ còn phải triệu tập chuyên gia khắp nơi đến để đoán cho nó chuẩn xác hơn. Trong số nhà khoa học đó có Nora, đại diện cho bộ môn cổ sinh vật học. Cuộc họp khẩn giữa quân đội, chính phủ và các nhà khoa học được diễn ra lập tức. Những bằng chứng thực địa được đưa ra, các nhà khoa học liên tục đưa ra giả thuyết về địa chất hóa học. Nora thì khẳng định đấy là dấu chân. Thế cô bảo nó là con gì? Khủng long, Godzilla hay là thanh gióng? Còn mẹ ông. Đúng lúc này thì đoạn video của người dân biểu tình được phát hiện. Lờ mờ thấy được một con quái vật hình người chui ra từ đất đá. Kết luận rồi nhá, nó là con Tôn Ngộ Không. Làm sao mà ông chắc chắn thấy được? Làm gì còn con gì sinh ra từ đá nữa? Chỉ có thế thôi mà ông dám khẳng định à? Giờ tôi muốn đi thực địa, ai đi với tôi nào? Thế là như bao lần làm việc nhóm khác, chả ai muốn làm gì cả. Và Nora được phong làm trưởng nhóm cố vấn khoa học. Andrea lập tức dẫn cô đi thực địa quan sát. Trên đường đi thì hai bên có tâm sự với nhau và biết được mẹ của Nora mất sớm. Bố Tobias thì quá đam mê với việc đi tìm sinh vật truyền thuyết rồi bị người đời coi là kẻ điên. Vì thế mà mối quan hệ hai bố con bị rạn nứt. Hai người đi đến một căn nhà bị phá nát một cửa và gặp sĩ quan phụ trách Chris. Anh bảo là có gì đó kinh khủng đi qua thung lũng mà không phải là Tùng Dương đã dẫm nát cái nhà này và mọi dấu vết biến mất cách đây 20 dặm trên núi. Thế là không có cái gì đấy to vãi cả cứt. Nhưng mà với công nghệ thế kỷ 21 thì quân đội không biết nó đang ở đâu. Chắc là vì họ đang mải để ý một con quái vật thực sự, chính là Poco X6 Pro, một chiếc điện thoại với cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc giá 8-9 triệu. Vi xử lý Dimensity 8300 Ultra, tiến trình 4 nanomet kết hợp với 8GB RAM, 256GB ROM. Những thông số mà tôi không hiểu lắm, nhưng mà máy có hiệu năng tốt, chơi có loại game mobile max setting cực kỳ mượt mà không giật lag, không hề nóng, nhờ hệ thống Liquid Cool 2.0 với tấm tản nhiệt graphic cực lớn, màn hình AMOLED 6.67 inch Full HD đạt chuẩn HDR sáng rõ, kèm tần số quét 120Hz và điều chỉnh nhiệt độ màu thân thiện với mắt. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng 2160Hz giúp thao tác cảm ứng khi chơi game gần như là tức thì. Hiện tại Sephonet đang mở bán độc quyền với mức giá ưu đãi chỉ 8,5 triệu đồng. Đặc biệt Sephonet đang hỗ trợ trả góp 30, không lãi suất, không phụ phí và không cần trả trước. Chi tiết anh em hãy đến ngay 115 cửa hàng của Sephonet hoặc click vào link dưới phần mô tả và comment để đặt mua online nhanh chóng. Nora xem xét các dấu chân xung quanh và ngửi thấy một mùi gì đấy mà cô bảo là hơn cả không khí tự nhiên. Ý cô là máy lọc không khí hả? Nora không hề do dự nhảy xuống kiểm tra dấu chân khổng lồ mà không hề sợ về nhà lỡ có bầu rồi đẻ ra cục thịt sọ dừa. Nhưng mà dưới này chả có gì ngoài đất với đá. Cô liền nhờ Chris đưa về nơi dấu vết kết thúc. Nhưng khu vực đó là một vùng núi đá trơ trọi, chẳng có một nơi để trốn. Mọi dấu vết đang chỉ cho cô đến sinh vật mà cha cô đã nghiên cứu cả đời, chôn hay còn gọi là quỷ đá. Thế nên là Nora quyết định đi tìm bố. Tobias bây giờ sống cô đơn tại một thung lũng, đắm chìm trong những nghiên cứu mà không ai tin, kể cả Nora. Nhưng mà những sự việc gần đây khiến cô thay đổi suy nghĩ. Cô đưa thông tin cho Tobias và ông phải bật thốt lên: chôn, chôn Na Uy. Cả đời Tobias liêm khiết chống lại công giáo để bảo vệ câu chuyện dân gian Na Uy. Chính công giáo đã biến chôn thành lũ đần độn ác độc keo kiệt, khiến chúng bị săn lùng tuyệt chủng và trở thành thần thoại. Năm xưa ông còn bị tống vào tù vì suýt chứng minh được cái điều này. Ông hăng hái xách ba lô lên để đi cùng Nora điều tra mọi việc. Họ quay lại chỗ những dấu chân biến mất và nhận thấy địa hình nơi này không giống với bản đồ. Đúng lúc đấy Nora lại ngửi thấy mùi siêu thiên nhiên và hòn đá bên cạnh đột nhiên mở mắt. Chắc là ngày xưa lính Mỹ thấy bụi cây biết nói thì cũng sợ đến mức này thôi. Đám Nora hốt hoảng lên trực thăng chạy đi, không quên truyền hình ảnh về cho đám giáo sư ở nhà. Tất cả đều sốc vì con trôn xấu vãi liền. Đám Nora lập tức được triệu tập đến cơ sở quân sự gần nhất để báo cáo. Cô cẩn thận dặn dò ông bố là đừng có phát biểu linh tinh, không người ta nghĩ mình điên. Thế ông nghĩ nó là con gì? Trôn. Tao đã bảo chúng mày từ năm 2015 rồi là trôn. Ai biết, tưởng hồi đấy là ông trôn thôi. À, hóa ra là nó là trôn thật.
con gì cũng được, chính phủ chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề nhanh chóng là được. Đấy là lúc sức mạnh của văn minh lên tiếng. Nora sau cuộc báo cáo thì cực kỳ bực bội với ông bố, vì ông cứ khăng khăng chôn là phải giống hệt với chuyện cổ tích, như là bọn này sẽ hóa đá dưới ánh nắng mặt trời và căm ghét tín đồ cơ đốc. Tobias thì chỉ một lòng muốn cứu con chôn này nên là cho Nora xem con hải ly. Nora thì cũng đành phải chiều lòng bố, cô đến gặp Chris để đi ké đến chiến trường. Lúc này một đội quân với súng máy xe tăng đã được điều động, họ im lặng chờ đợi con chôn đến gần rồi dùng hỏa lực đánh phủ đầu nó. Bom đạn rơi lên người con chôn như pháo hoa, thì vì chỉ có nổ cho đẹp mắt chứ chả có tác dụng gì. Ngược lại thì con chôn đi bộ nghiêm túc thôi, đám lính tan tác hết. Nó còn đánh hơi được cả niềm tin cơ đốc giáo tỏa ra từ những người lính bị thương cầu nguyện và nuốt trọn họ. Đồ đấy thực ra là mùi máu. Tobias đứng ra muốn giống như Đức Phật thuần hóa voi dữ để mà thuần hóa con chôn này, thế mà có tác dụng thật. Nhưng mà đúng lúc đấy một chiếc xe quân sự khai hỏa, con chôn tức giận quay người tấn công chiếc xe, vô tình cái đuôi quật bay Tobias đi. Vô tình thật nhá, tại vì con chôn lúc đấy trông áy náy lắm. Tobias chỉ kịp thốt lên câu Đức Vua cung điện rồi. Sau khi quay về khu quân sự, Nora ngồi xem lại những tài liệu của bố để lại. Lần này thì cô đã tin ông bố và tìm thông tin trong những câu chuyện cổ tích và biết được chôn ghét cơ đốc giáo và tiếng chuông nhà thờ. Cô lập tức đề nghị một kế hoạch cho chính phủ. Kế hoạch gì tí nói. Nhưng mà họ không nghe. Nora chỉ là một nhà khoa học thấp cổ bé họng, còn chính phủ thì có cái họng to hơn nhiều. Đấy là cái họng súng. Trong lúc tất cả còn bàn bạc phương án ứng phó thì con chôn đã vô tình phá hủy khu vui chơi khi đi ngang qua. Chính phủ đành phải nghe theo kế hoạch của Nora. Họ treo chuông lên trực thăng rồi dùng âm thanh của chuông để làm phiền nó. Xong rồi con chôn đơn giản là đập hết đám trực thăng là xong. Thậm chí nó còn ra tay cứu hai bố con quần chúng. Nhưng mà điều đấy thì không đả động gì đến truyền thông và chính phủ. Họ chỉ quan tâm là có một thằng đang phá hoại mọi thứ và thậm chí nó còn đích phải là Avenger. Kế hoạch thất bại khiến Nora đánh mất niềm tin của chính phủ và bị sa thải khỏi kế hoạch tác chiến. Chính phủ bây giờ quyết tâm tiêu diệt con chôn này. Đã đến lúc chúng ta phải thực hiện kế hoạch cuối cùng rồi. Là gì? Gọi cho Mỹ à? Không phải. Đánh thức Godzilla? Không. Khen phim Trấn Thành? Không. Bà có để cho tôi nói hết đâu. Chúng ta có tên lửa. Cái gì? Tên lửa? Châu Phi người ta có vibranium rồi mà chúng ta vẫn dùng diêm thông nhất để bắn nó à? Tại sao mày vẫn ở đây nhỉ? Andrea bị đuổi thì dỗi đi ra ngoài, thậm chí là đâm cả đơn thôi việc làm trợ lý thủ tướng. Andrea lập tức đuổi theo Nora. Lúc này thủ tướng đã thông báo sơ tán thành phố Oslo, nơi mà nằm trên đường đi của con chôn. Quân đội một lần nữa thiết lập vòng đai phòng thủ để tấn công con chôn. Quay lại với Nora, cô vẫn tiếp tục nghiên cứu tài liệu của bố trong lúc sơ tán khỏi thành phố. Andrea nhận ra cái tên ghi trong tài liệu chính là cái tên của ông quản gia của điện hoàng gia. Cả hai nắm được manh mối mới liền quay xe trở lại cung điện. Tay quản gia nhìn thấy Nora xuất hiện thì lập tức cho vào. Ông này dẫn Nora và Andrea đến tầng hầm của cung điện, nơi có một lối vào lòng đất. Hóa ra là cung điện hoàng gia được xây dựng ngay trên cung điện của vua chôn. Tobias suýt phát hiện ra cái điều này nên là bị tống vào nhà thương điên để che giấu mọi chuyện. Cung điện của vua chôn chứa đầy bộ xương khổng lồ, chúng đã bị người trung cổ với giáo mác gậy gộc thảm sát. Còn người thế kỷ 21 súng đạn tên lửa thì thua hẳn một con. Con chôn bên ngoài là con trai của vua quỷ, loài người đã tha cho nó để bẫy chết vua quỷ. Bây giờ tính ra thì con chôn đấy là vua và nó đang cố quay lại lâu đài của mình. Nora phát hiện ra là khi chiếu ánh sáng tím vào xương của chôn thì chúng nó hóa đá thật. Vậy thì truyền thuyết là thật, chỉ là con chôn kia ra ngoài đúng mấy hôm trời âm u nên không bị làm sao cả. Lúc này nó đã tiếp cận đến Oslo, thậm chí còn đi đúng đường quốc lộ cho nó cẩn thận. Quân đội đã bắt đầu tấn công nhưng mà không hiệu quả. Chính phủ quyết định triển khai kế hoạch dùng tên lửa tiêu diệt. Nora thì đã có một kế hoạch mới. Cô liên lạc với Chris để nhờ giúp đỡ. Andrea thì gọi điện cho một người bạn trong kế hoạch tác chiến, nhờ cô hack vào hệ thống ngăn cản việc ném tên lửa. Kế hoạch của Nora thì rất đơn giản: lái xe chở đầu lâu của vua quỷ đi dụ con chôn, bắt nó đi về nơi Chris đã bố trí một loạt những đèn chiếu sáng công suất cực lớn để hóa đá nó. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, mỗi tội là Nora làm rơi cái đầu lâu, con chôn nhặt nó lên và chúng ta có một phút lắng đọng khi mà chôn cầm cái sọ bé tí của vua quỷ. Thời gian trôi qua, nó đã già hơn cả ông bố và hoàn toàn cô đơn trên thế giới này. Bộ xương làm con chôn nổi điên khi mà nhớ đến mối thù với loài người. Đến tận bây giờ thì mới bắt đầu ra tay phá hủy mọi thứ. Nhưng mà cốt vẫn chỉ là bắt chiếc xe Nora đang lái. Quân đội lúc này đã bắt được tên hacker và kế hoạch phóng tên lửa được tiếp tục. Nora chạy đua với thời gian để dẫn con chôn đến cái bẫy. Hàng loạt những bóng đèn siêu công suất được bật lên khiến cơ thể con chôn thực sự xì xèo hóa đá. Máy bay ném bom thì phát hiện ra là có dân thường xung quanh chôn, khiến cho đội chỉ huy tranh cãi là có nên khai hỏa hay không. Nhưng việc con chôn hóa đá đã khiến họ rút lệnh lại. Các bạn nhìn thấy con chôn đau đớn gào thét dưới ánh sáng, Nora nổi lòng thương cảm muốn thả nó đi, vì xét cho cùng thì con chôn nó có làm cái gì đâu. Cô tắt hết đèn công suất lớn đi và thuyết phục con chôn quay về với núi mà sống. Làm ơn hãy tránh xa nơi này, dưới xuôi nguy hiểm lắm. Về bản mà nhảy hip hop mà nhớ xóa cả Facebook đấy. Nhưng mà không kìm nữa rồi, mặt trời đã thức dậy, con chôn sụp đổ thành một đống đá ngay trước mặt mọi người. Và tôi nghĩ đấy là lý do khiến loài người chiến thắng được chôn, là vì bọn này ngu. Nắng thì lấy ô che vào thì sao. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và giữa Na Uy có hẳn một hòn đá mới. Phim ý nghĩa ghê. Trong after credit, một cái gì đó xuất hiện trong đống đá đã đổ nát ở con đường hầm đầu phim. Đó là gì thì chắc là không bao giờ biết, tại vì chắc là phim này chả có phần 2 đâu. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.